Tu vi càng cao thì năng lượng cũng càng mạnh. Tuy năng lượng chiến đấu có hạn nhưng mà dùng để tự vệ cũng không tệ. Ta gần đấy có ý nghĩ để các ngươi tăng cường một chút lực lượng. Có điều chuyện này để sau. Cơ sở của các ngươi tương đối yếu, nhất là phương diện thân thể, cần phải bồi dưỡng thật tốt. Vì vậy nhất định phải kiên trì tu luyện bên Hoàng Kim Thụ. Sinh mệnh năng lượng Hoàng Kim Thụ mang lại sẽ giúp các ngươi tăng cường bản thân, vững chắc cơ sở. Sinh mệnh khí tức càng nồng đậm thì chỗ tốt các ngươi thu được càng nhiều. Cho khoảng 1 năm sau, khi cơ sở của các ngươi đã cải thiện, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi chỉnh thể tăng lên. Hiện tại các ngươi có thể kiềm tù tinh thần lực. Hôm nay ta dạy các ngươi một phương pháp gọi là tử cực ma đồng. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày khi mặt trời mọc, các ngươi phải leo lên trên đỉnh núi bên cạnh tu luyện. Leo núi còn nhờ rèn luyện thân thể của các ngươi, cũng có trợ giúp với việc hấp thụ sinh mệnh năng lượng. Quá nhiều ngày được Hoàng Kim Thụ ôn dưỡng, thân thể các thiếu nữ đã dần dần được cải thiện, ít nhất đã không còn suy yếu như lúc mới đến. Hiện tại cần giúp các nàng tăng lên thực lực, tinh thần lực lượng cùng với Hồng Hồ Biến có cùng một nhịp thở. Đường Tam quyết định chuyển thụ từ cực ma đồng cho các nàng, đây sẽ là trợ giúp quan trọng choán trong thời gian tới. Cho đến khi tu vi các nàng lên đến một trình độ nhất định, hắn sẽ mời Trương Hạo Hiến xem xét để các nàng gia nhập học viện cứu thục, đi học tập tri thức, hiểu biết hơn với thế giới này. Hồng Nhất dẫn đầu nói, tạ ơn chủ nhân. Đường Tam khoát khoát tay rồi nói, các ngươi phải nghiêm túc học, có vấn đề gì thì hãy nói ta, ai cũng không bị bỏ lại. Người chưa tiến vào nhị gia thì phải cố gắng hơn. Sau đó thì hắn đem phương pháp tu luyện từ cực ma đồng truyền thụ cho các thiếu nữ, đồng thời tự mình biểu diễn lộ tuyến vận hành khi mà tu luyện. Trương Hạo Hiên dùng nửa ngày thời gian mới mua xong vật liệu mang về. Trước khi hắn trở lại, Đường Tam đã phác thảo xong vị trí của 18 tụ linh trận. Việc bố trí cụ thể cần Trương Hạo Hiên tự mình hoàn thành. Đây cũng là cơ hội thực tế để lão sư luyện tập thao tác, các thiếu nữ Hồng Hồ thì ở bên cạnh quan sát. 18 tụ linh trận là cơ sở để Đường Tam thiết kế thôn thiên pháp trận. Đường Tam tự mình đi đến các ngọn núi xung quanh để bố trí từng cái huyễn trận. Những huyễn trận này tương liên với thôn thiên pháp trận, sử dụng thôn thiên pháp trận cung cấp mà duy trì năng lượng, từ đó hình thành hệ thống tự tuần hoàn. Các pháp trận đan xen vào nhau, duy trì lẫn nhau, chỉ có hình thành tự tuần hoàn mới có thể pháp trận tồn tại lâu dài. Chỗ thần kỳ của pháp trận chính là điểm này. Một pháp trận đơn độc dù có kết cấu phức tạp như thế nào cũng chỉ có thể sinh ra một hiệu quả, mà muốn chân chính điều động thiên địa chi lực, thậm chí bộc phát ra uy năng cường đại, vậy cần thiết kế đan xen để các pháp trận hỗ trợ lẫn nhau. Từ sau khi cứu các thiếu nữ Hồng Hồ tộc, Đường Tam vẫn cân nhắc tương lai của các nàng. Nhân loại ở thế giới này nhỏ yếu như vậy, nếu chỉ dựa vào một mình hắn, muốn thay đổi tất cả trừ phi hắn trở thành thần vương một lần nữa. Mà khi hắn trở thành thần vương, có thể thay đổi được hay không cũng rất khó nói, cho nên hắn cần trợ giúp, hắn cần bồi dưỡng lực lượng thuộc về mình. Các thiếu nữ này cơ sở yếu kém, huyết mạch cũng không mạnh mẽ, làm sao để các nàng trở lên trên cường đại bằng vào lực lượng của bản thân đây? Sau nhiều lần nói chuyện với Trương Hạo Hiền về pháp trận, biết điều pháp trận ở thế giới này tương đối đơn giản, Đường Tam quyết định để các nàng phát triển theo con đường này. Với khả năng tạo nghệ của mình, truyền thụ cho các nàng cũng không phải vấn đề khó. Tụ linh trận là pháp trận tương đối đơn giản, vậy bắt đầu từ cái này đi. Một tuần sau đó, mỗi ngày Đường Tam đều tới bố trí trận pháp, đồng thời chỉ điểm cho các thiếu nữ tu luyện từ cực ma đồng. Làm hắn vui mừng là trí nhớ của các nàng khá tốt, cơ bản đã xem như là nhập môn. Tiếp theo là luyện tập cùng với tích lũy. Hồng Hồ Biến không mang lại cho các nàng lực lượng mạnh, nhưng đặc tính huyết mạch làm cho các nàng tu luyện tinh thần lực lượng tương đối có thiên phú. Bố trí 18 tụ linh trận, đường thao tác thực tế. Trương Hạo Hiền cơ bản đã nắm giữ chính thủ thuật này pháp trận. Sau đó hắn lại cùng với Đường Tam học bố trí huyễn trận. Đường Tam đặc biệt chỉ điểm cho các thiếu nữ huyễn trận, bởi vì bản thân các nàng am hiểu năng lực huyễn ảo. Nếu như có thể kết hợp với năng lượng với huyễn trận, rất có thể sẽ mang lại cho các nàng lợi ích rất lớn. Đồng thời thì Đường Tam cũng bố trí quang hoành kim cổ thụ này các pháp trận phức tạp, chỉ là trận nhãn của thuần thiền pháp trận hắn vừa mắt mình. Nhìn những hoa văn phức tạp Đường Tam đang bố trí và nghe hắn giảng giải, ngay cả Trương Hạo Hiền cũng cảm thấy có một chút đau đầu. Muốn hiểu được một pháp trận phức tạp không phải là một chuyện dễ dàng. Trong quá trình bố trí, Đường Tam càng giảng thuật cho bọn họ nhiều kiến thức căn bản hơn. Sự ảo diệu của pháp trận bắt nguồn từ năng lượng. Sở dĩ có pháp trận chính là năng lượng bên ngoài thông qua con đường đặc thù sinh ra các hiệu quả khác nhau. Đây chính là gốc. Những con đường đặc thù này cơ thể không làm được, cho nên nhân loại không cách nào trực tiếp vận dụng sinh ra
năng lực tương tự, nhưng nếu mượn thiên địa nguyên lực thông qua pháp trận thì có thể làm được. Hơn nữa, pháp trận thường thích với các loại năng lượng tốt hơn con người nhiều, cũng không sợ năng lượng hỗn tạp, có thể nói là diệu dụng vô tận. Ở kiếp trước khi mà chưa thành thần, hắn không có nghiên cứu phương diện này, bởi vì lúc đó chưa tiến vào thời kỳ vũ khí lạnh, cũng không lý giải nhiều về pháp trận. Sau khi hắn thành thần, ở thần giới không ngừng nghiên cứu với có tiến triển. Đặc điểm lớn nhất ở Pháp Lam Tinh là tài nguyên phong phú, thiên địa linh khí dồi dào không gì sánh được, hoàn cảnh như vậy rất thích hợp để bố trí pháp trận. Liên tục trong nửa tháng, tất cả pháp trận mới được bố trí xong. Trong nửa tháng này, hoàng kim thụ đã cao hơn nửa thước, sinh mệnh khí thức càng ngày càng nồng đậm. Nửa tháng bố trí pháp trận tương đương với đường tam xây học nửa tháng, không chỉ có thiếu nữ Hồng Hồ tộc mà Trương Hạo Hiền cũng học được. Không ít, đã có tiến bộ rõ ràng đối với pháp trận. Hôm nay chúng ta sẽ khởi động pháp trận này. Thôn Thiên Huyễn Địa Liên Hoàn Trận nếu như thành công có nghĩa là căn cứ này của chúng ta đã triệt để hoàn thành. Ngay cả cường giả yêu vương cũng khó nhìn trộm huyễn cảnh này. Chỉ có người có thần thức đặc biệt cường đại mới có thể. Trên các pháp trận phức tạp xung quanh Hoàng Kim Thụ có không ít đồ tốt, chủ yếu là khoáng thạch. Để có được chúng, Trương Hạo Hiền đã gần như tiêu hết tiền, đi mua sắm nhiều lần mới thỏa mãn được nhu cầu của Đường Tam. Đường Tam nhìn về phía Hoàng Kim Thụ, cảm nhận được khí tức sinh mạng của nó, lại nhìn pháp trận trên mặt đất, một phần linh cảm tạo ra thôn thiên huyễn địa liên hoàn trận đến từ đặc tính thôn phệ trong huyết mạch của ám nhà yêu vương Đại Dương Ninh, kết hợp với lý giải pháp trận của hắn, cùng với vài lần thí nghiệm nhỏ trước đó, cơ bản có thể xác nhận trận pháp không có vấn đề gì. Điều này làm bây giờ là dẫn động toàn bộ đại trận, để pháp trận trên núi nối liền với pháp trận trong sơn cốc, hình thành tự tuần hoàn, đến lúc đó có thể chứng minh toàn bộ đại trận đã thành hình. Thôn Thiên Huyễn Địa Liên Hoàn Trận so với trận pháp được bố trí trong học viện Gia Lý thì phức tạp hơn rất nhiều. Lão sư, thắp sáng tụ linh trận. Được, các thiếu nữ Hồng Hồ tộc không có năng lực dẫn động pháp trận, cho nên Trương Hạo Hiền phải tự mình thắp sáng từng cái trong sơn cốc. Huyết mạch chi lực được rót vào, rất nhanh từng tụ linh trận đã tản mát ra vầng sáng màu trắng nhàn nhạt. Vầng sáng lưu chuyển, không khí lưu động trở lên trên mãnh liệt, thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ, có thể cảm nhận được trong sơn cốc sinh ra một lực hút cường đại, giống như cái phễu hút lấy linh khí ở bên ngoài. Không khí ở trong sơn cốc theo đó có một chút thay đổi, dường như càng thêm mát mẻ, càng làm cho người ta cảm giác thoải mái và thư giãn. Đôi mắt của Trương Hạo Hiền sáng lên, từng cái tụ linh trận không có tác dụng bằng Hoàng Kim Thụ, nhưng tổng 18 tụ linh trận thì có hiệu quả lớn hơn nhiều. Lại nghĩ tới tụ linh trận bàn của Đường Tam nói, trong lòng của Trương Hạo Hiền không khỏi nóng lên. Đường Tam để Trương Hạo Hiền thắp sáng những tụ linh trận, còn hắn bay lên trên đỉnh núi, thắp sáng 36 huyễn trận đã được bố trí. Từng huyễn trận được thắp sáng mang tới sương mù nhàn nhạt, sau đó sương mù không ngừng sinh ra, dày đặc hơn. Khi mà toàn bộ 36 huyễn trận được thắp sáng, từ dưới sân cốc nhìn lên chỉ thấy được một màn sương mù bao quanh, mờ ảo mà kỳ lạ. Đường Tam bay trở lại sân cốc, linh khí càng lúc càng trở lên trên nồng đậm, đến mức làm cho các thiếu nữ có tu vi hơi thấp cũng cảm thấy sai. Hắn không khỏi nở nụ cười, trận pháp cơ bản không có vấn đề, sau đó chỉ là thông qua thôn thiên đại trận kết nối cùng chúng nó lại với nhau. Đến trước Hoàng Kim Thụ, đôi mắt của Đường Tam không khỏi sáng lên, thần thương trước đó suy yếu cũng lập lòe, được huyền thiên cùng dẫn động, trận nhãn trước mặt bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt, Hoàng Kim Thụ cũng sáng lên phát ra màu vàng càng đậm. Lấy Hoàng Kim Thụ làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 30 thước đều là các trận văn nhỏ, vầng sáng màu vàng bốc lên tản mát ra khí tức kỳ diệu. Giống như cảm giác nụ hoa đang chớm nở, toàn bộ mặt trận này cũng đã không sáng lên ngay từ đầu. Trương Hạo Hiền khẩn trương nhìn, qua lời của Đường Tam giảng thuật, hắn hiểu được thời khắc này trọng yếu nhất. Kết nối nhiều trận pháp như vậy là một chuyện rất khó khăn, nhất định phải chờ thời cơ thích hợp nhất dẫn động mặt trận, trong nháy mắt đó hoàn thành kết nối. Thiên địa nguyên khí có quan hệ mật thiết với sự dao động năng lượng của trận pháp khi mà mặt trận di chuyển. Nếu thời điểm đó kết nối gặp vấn đề thì rất có thể sẽ phí công nhọc sức, tất cả chuẩn bị trước đó biến thành vô dụng. Trận pháp cơ bản này có khả năng bị hủy. Nếu kết nối không đúng chỗ thì trận pháp chỉ có hiệu quả nhất định, không thể đạt được tác dụng chính thể. Hắn không có năng lượng kết nối ở trong nháy mắt, chỉ cần phải hoàn toàn nắm giữ trận pháp biến hóa mới được.
Đường Tam lúc này cũng không đem gánh nặng này giao cho hắn, mà chính mình hoàn thành. Sương mù trên thung lũng càng lúc càng dày, linh khí ở trong sơn cốc cũng càng thêm dồi dào. Đường Tam vẫn chờ đợi, đã một khắc trôi qua, dù Trương Hạo Hiên hay các thiếu nữ Hồng Hồ tộc cũng không khỏi có một chút lo lắng, nhưng lúc này đây không ai dám quấy rầy hắn. Đường Tam đột nhiên mở mắt ra, kim quang lập lóe, trong chốc lát này một đạo quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, từ mặt trận kia thôn thiên huyệt địa hoàn trận. Thiên địa linh khí ở trong sân cốc chấn động kịch liệt, tất cả tụ linh trận phát ra quang mang màu trắng sáng chói, trông giống như là 18 miệng giếng phun lên trên ánh sáng màu trắng. Sương mù tỏa ra xung quanh dày hơn trước khoảng 10 lần, ánh sáng trong sân cốc cũng mờ đi nhiều, chỉ có đạo kim quang phóng lên trời kia chiếu sáng sân cốc. Ấm ấm ấm, thanh âm kỳ dị vang lên. Trương Hạo Huyên và các thiếu nữ Hồng Hồ tộc kia cảm thấy mọi thứ xung quanh trở lên trên kỳ diệu.